Và bây giờ là thông tin nóng mà phóng viên chương trình mới cập nhật trong sáng ngày 30 tháng 12. Kính thưa quý vị khán giả, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Thành, sinh năm 1997, ngụ xã Bình Thành, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Thành là nghi phạm trong vụ án giết chết hai người xảy ra tại thị trấn Dòng Trôm, huyện Dòng Trôm vào đêm ngày 29 tháng 12 vừa qua. Được biết, Phạm Văn Thành đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang trốn tại xã Hưng Nhượng, huyện Dòng Trôm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 29 tháng 12, Nguyễn Hoài Bảo, sinh năm 1999, ngụ xã Tân Lợi Thạnh, huyện Dòng Trôm, và Trần Vũ Luân, sinh năm 2005, ngụ xã Tân Thanh, huyện Dòng Trôm, cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại quán ở thị trấn Dòng Trôm. Đến khoảng 23 giờ, Phạm Văn Thành được một người bạn trong nhóm mời đến nhậu cùng. Được một lúc thì giữa Thành, Luân và Bảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Luân Bảo dùng vỏ chai nhựa và ghế nhựa đánh Thành. Sau khi Thành bỏ chạy thì Luân Bảo vẫn tiếp tục đuổi đánh. Lúc này Thành quay trở lại, dùng dao xếp thủ sẵn trong người đâm vào vùng cổ của Luân và Bảo. Sau khi vụ việc xảy ra, Luân và Bảo được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong. Riêng Thành đã rời khỏi hiện trường. Đến sáng ngày 30 tháng 12, y đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hưng Nhượng, huyện Dòng Trôm. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.